Hồ Ngọc Hà mất ngủ, nhói lòng khi nghe tin dữ. Sáng ngày hôm nay, công chúng bàng hoàng khi nghe tin Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Nguyễn Thu Thủy qua đời vì đột quỵ. Theo em trai của cựu Hoa hậu chia sẻ, sau khi chạy bộ về, Thu Thủy đã lên cơn đau tim và qua đời. Rất nhiều sao Việt đã thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình cựu Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái tâm trạng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Tự nhiên tối nay không thể nào ngủ sớm được, cứ nhìn ba đứa con, hết ôm rồi lại hôn, lại vuốt ve, cứ nghe tin một ai đó ra đi, dù không thân cũng thật buồn." Có thể thấy, mặc dù không thân thiết với Hoa hậu Thu Thủy, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn cảm thấy buồn và xót xa trước sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi đang ở tuổi U40. Tuy nhiên, cuộc đời trớ trêu vẫn cướp đi tính mạng của cô để hai đứa con rơi vào cảnh thiếu vắng bóng mẹ. Đây có lẽ là nỗi sợ hãi thường trực với tất cả những người mẹ nói riêng cũng như tất cả mọi người, đó là nỗi sợ mất người thân. Dưới bài viết của Hồ Ngọc Hà, nhiều người cũng vô cùng đồng cảm. Nỗi sợ lớn nhất là mất đi người thân chị ạ, đau lắm, chung tâm trạng, buồn vô hạn, buồn quá ạ, nên chúng ta hãy trân quý từng giây phút trong cuộc đời này. Giống em, giờ này vẫn đang thức, ôm hôn bàn tay con, vừa mong vừa sợ con nhanh lớn, mình già nhanh, sau này nếu ra sao, con sẽ thế nào, chị ấy cũng có hai bé con, thật đau lòng, tiếc thay cho đóa hoa đẹp.